Hôm nay mẹ Ubin sẽ làm món xúc xích cho bé. Thì nguyên liệu mình cần chuẩn bị đấy là dầu ăn này, nước củ dền, bột bắp, lòng đỏ trứng gà, thịt lợn, thịt nạc, thịt mỡ và tôm. Một chiếc khay silicone để làm xúc xích. Một chổi phết dầu và máy cối xay sinh tố. Gia vị nêm cho bé. Thịt nạc này mình đã thái nhỏ và mình dùng ở đây là 90g thịt nạc này. Tôm đã bóc vỏ và rửa sạch thì mình ở đây là 50g. Thịt mỡ là 10g. Mình đã thái và bỏ vào trong tủ lạnh nên bây giờ mình sẽ nhìn thấy cái miếng thịt nó chắc. Như thế này mình sẽ bỏ vào cối xay để mình xay nhé. Cho tất cả các nguyên liệu vào cối để xay. Đây ạ, sau khi mà mình xay nó nát được như thế này á, thì bây giờ mình sẽ bỏ tất cả các nguyên liệu này vào. Thì mình sẽ dùng thìa để đong, mình dùng là 5g bột bắp nhé. Cho vào cối này. Đây là nước củ dền thì mình sẽ dùng cái thìa để mình đong. Mình dùng ở đây là 7g. Tương với 7ml nước đấy. Nước củ dền để mình tạo màu. Mình có thể bỏ nhiều hơn một chút để cho màu nó đậm hơn. Tiếp theo đó là mình sẽ cho trứng vào, lòng đỏ trứng. Và mang đi xay cho nó trộn đều, đảo đều và mịn cái hỗn hợp này lại. Mình phải cho thêm cả cái gia vị nêm này nữa. Thì nếu mà đối với bé lớn rồi thì mình có thể cho thêm một ít bột tiêu và muối. Nhưng mà bé dưới 1 tuổi thì mình chỉ cần cho bột nêm thôi. Đấy, mình cho vừa ăn với bé. Mang đi xay cho nó trộn đều các cái gia vị này và nó mịn thịt hơn. Và đây là cái hỗn hợp thịt giò mình đã xay xong này. Mình sẽ vét ra một cái bát. Thì với đối với nước củ dền ấy, thì nó giúp cho mình xay dễ hơn là một này. Thứ hai là tạo màu đỏ hơn cho xúc xích này. Thứ ba đấy là nó tạo vị ngọt cho bé và chất dinh dưỡng của củ dền cho bé ăn nữa. Các mẹ nhớ rằng là lúc mà muốn xay cho thịt nó không bị chết ấy, thì mình sẽ thái nhỏ và để vào ngăn mát tủ lạnh cho nó thịt nó cứng rồi mình mới xay nhé. Thì xúc xích nó sẽ mịn, dẻo và ngon hơn, không bị bở. Và bây giờ mình sẽ nắp cái khuôn lại và mang đi hấp. Đó, xúc xích mình đã hấp xong rồi, mình sẽ lấy xúc xích ra nhé. Vậy là mình đã làm xong món xúc xích cho bé.
và Ubi nhà mình rất thích ăn cái món xúc xích này. Mọi người hãy cùng làm để cho bé được ăn dặm với cái món xúc xích ngon này, rất là bổ dưỡng và cũng là cái món ưa thích của bé, thay đổi khẩu vị cho bé trong bữa ăn hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.